À, đây là cái bộ lắp ráp bánh răng cơ khí. Cái sản phẩm này là nó là hàng Hồng Kông. Đó, trước tiên là nó nhận là những mảnh ghép ghép lại với nhau. Đó. Rồi ngoài ra ở trên đây nó có gắn những cái bông hoa hoặc là bánh răng đây. Đó. Rồi muốn gắn ở vị trí nào ở trên những cái mảnh này cũng được, miễn nó là vừa đủ bốn cái lỗ của bốn cái chân ấy. Rồi và cách lắp ghép như thế nào thì là nó theo cái sáng tạo của trẻ thôi. Ngoài ra mình có thể gọi là giật cái này ra và xếp chồng lên hai cái bông hoa hoặc bánh răng lên trực tiếp với nhau lên cũng được luôn cũng được. Canh đúng vị trí của bốn cái chân mình gắn vô bốn cái lỗ thôi.